nhau vượt khó đi lên và sẽ chia tình người. Xã hội văn minh lỗi kỷ nguyên công nghệ, hai tiếng biết ly là trí tuệ và yêu thương. Tôi yêu biết ly, yêu luôn cả Lucenta, tiểu dược tiên đơn giữ làn da trẻ đẹp, đem sức sống tế bào bằng năng lượng yêu thương. Tôi yêu biết ly, yêu luôn cả một tí run, đi khắp châu thân để tìm ra căn bệnh, quyết tâm đầy lùi mang lại sự bình yên. Biết ly kết nối năm châu, dù cách xa nhau hai phương trời góc biển, đã có biết ly lối nhịp cầu yêu thương, đã có biết ly lối liền hạnh phúc. Tự hào biết ly thương hiệu của trái tim, tự hào biết ly thương hiệu yêu thương. Vượt khó đi lên và sẽ chia tình người, xã hội văn minh lỗi kỷ nguyên công nghệ, hai tiếng biết ly là trí tuệ và yêu thương. Tôi yêu biết ly, yêu luôn cả Lucenta, tiểu dược tiên đơn giữ làn da trẻ đẹp, đem sức sống tế bào bằng năng lượng yêu thương. Tôi yêu biết ly, yêu luôn cả một tí run, đi khắp châu thân để tìm ra căn bệnh, quyết tâm đầy lùi mang lại sự bình yên. Biết ly kết nối năm châu, dù cách xa nhau hai phương trời góc biển, đã có biết ly lối nhịp cầu yêu thương, đã có biết ly lối liền hạnh phúc. Tự hào biết ly thương hiệu của trái tim, tự hào biết ly thương hiệu yêu thương. Đoạn mình tối về đừng có tắm, này nói thiệt, con tối con gì con không tắm đâu, con chỉ lau người thôi rồi con ngủ ở nhà. Nhưng tối phải để một cái chai nước suối nào ạ, ngay cái giường nằm của mình. Cả nhà hả, sáng chúng ta ngủ dậy chuông báo thức reo lên thì theo thói quen của đoàn mình là thường mình ngồi xuống gì, mình xuống liền mình bật dậy đúng không cả nhà, mình đi liền luôn. Nhưng mà người Thái họ không như vậy, người Thái họ không chạy tập thể dục vào buổi sáng cả nhà, họ sẽ chạy tập thể dục vào buổi giờ, buổi chiều và buổi tối, còn buổi sáng họ sẽ ngồi thiền ở tại gì? Tại giường của họ. Như vậy sau họ giờ họ sẽ ngồi dậy và cử động ở trên giường tầm khoảng cỡ 2 đến 3 phút cả nhà, cho cơ chúng ta gì nó hoạt động đi, và họ sẽ lấy cái chai nước suối đó, họ sẽ gì ạ, sẽ uống hết cái chai nước suối đó. Xong rồi bắt đầu họ bây giờ họ mới đặt chân xuống và họ bắt đầu đánh răng và làm những cái công việc. Tại sao ạ? Tại vì khi mình ngủ một đêm như vậy sao ạ, máu của chúng ta ngủ mấy lạnh, đặc biệt ngủ mấy lạnh máu của chúng ta sẽ bị cô đặc lại, và cơ thể chúng ta buổi tối đó mình hoạt động gì ạ, các lục phủ ngũ tạng mình hoạt động cả nhà, nó sẽ bị mất gì ạ, mất nước rất nhiều. Như vậy buổi sáng chúng ta phải cấp nước liền vào để cho gì ạ, cho máu chúng ta loãng ra cả nhà. Và buổi sáng mà chúng ta không cấp nước vào á, mà mình gì chạy tập thể dục buổi sáng nữa, cơ thể mình gì mắc nước. Bây giờ mắc nước thì sao ạ? Thì máu nó sẽ co đặt lại, tim bơm lên trên gì? Trên não không được cả nhà. Nên thường sao ạ? Thường những cái trường hợp mà đột quỵ xảy ra vào buổi gì ạ? Buổi sáng cả nhà ơi. Thật sáng 6 giờ sáng, 5 rưỡi sáng, 8 giờ sáng bắt đầu sao là đột quỵ vào thời điểm này rất là nhiều luôn. Nên tối con dặn kỹ là như vậy đó. Nên sao? Nên mỗi chuyến tour đi là vui lắm cả nhà. Kỷ niệm như đoàn mình con đi cũng kỷ niệm rất nhiều. Có những chuyến tour đi đau khổ lắm cả nhà. Buồn lắm. Không phải đâu buồn gì, khách làm ở bên điều gì cái nhà mà gì ạ, mà cái nhà mình biết không, đi cái đoàn sao, đi từ Pattaya lên trên thủ đô Bangkok, nói thôi bây giờ ghé cái trạm dừng chân cho đoàn đi vệ sinh cái nhà, tại vì nó kẹt xe cái giờ thời điểm nghỉ lễ Tết của người Thái nữa. Con đi công ty Pacific ở Việt Nam á, cuối cùng sao cái nhà, cuối cùng vô cái trạm dừng chân xe xuống mà con đi 40 người không hả, đoàn đông lắm cả nhà. Như vậy thì sao, như vậy thì xuống thì bắt đầu sao xuống xe thì có một bác ngồi xa đó đội cái nón du lịch đấy cả nhà,
chùm như này nè, mà thường khách lên xe là con nói chuyện con, khách ngủ là kệ khách thì thôi. Như vậy thì xuống đây hết chỉ có một ông bác đó thôi, chú đó thôi, cũng 50 mấy tuổi rồi. Con nói thôi bây giờ xuống đi, mọi người tiến lượng cho kẻ kẹt xe, con không dừng lại được đâu nha. Các bạn chứ không phải giống như Việt Nam mình đâu mà cứ dừng lại đi tiểu ngoài đường được. Như vậy sao cuối cùng ông không trả lời, ông bước bỏ micro xuống, ông đi xuống, con gọi xuống thì ông không còn nữa cơ nhỉ. Ông móc trên xe luôn. Mà cả nhà biết không, bà vợ bà ngồi kế bên mà bà không hay biết. Nhưng mà cái đường đó là có đi cái đảo san hô đó bác, thằng đi cái đảo san hô đó. Mà cái đảo san hô là thuê cái ghế cả nhà, mình ra mình phải thuê. Như vậy một cái ghế 100 baht, mà gia đình đi có hai đứa con nữa, mà tuổi ăn tuổi lớn, tụi nó cái chụp hình không ạ. Thì ông chồng cũng nói thôi bây giờ bốn người thuê bốn cái ghế đi để con cánh nằm nghỉ ngơi sao cho nó khỏe. Bà sao cả nhà, bà tiếp tiền thôi, mua thuê một cái được rồi. Chi mà gì à, chi mà bốn cái tốn tiền, chỉ có nhiều đó thôi mà hai vợ chồng cãi lộn cả nhà. Trong cuộc sống này có những gì hay lắm cả nhà, cái chuyện lặt vặt giả tưởng như hai vợ chồng cãi lộn với nhau liền. Mà cãi lộn sao ạ, đi tour không có nói chuyện, ổng là ổng đi nói chuyện với con không à, còn bả vậy đi vòng vòng với hai đứa nhỏ mới nhỏ chạy chụp hình. Cuối cùng bả ngồi kế bên bả cũng gì cũng biết mắc lúc nào. Như vậy sao, như vậy thì bắt đầu mới điều một cái xe tổng cục du lịch Thái, họ điều một cái xe tới bây giờ thay cho cái xe gì, cái xe đang đi khách đi qua thì con phải ở lại với gia đình đó, họ phải ở lại nữa. Khóc qua trời qua đất luôn, nó bây giờ khóc cũng được. Định bên Thái Lan này khi một người mất cái nhà họ không có được khóc. Tại sao ạ? Tại khi mình khóc thì sao ạ? Cái linh hồn họ còn ở đó cả nhà, họ nhìn thấy họ được, họ không có siêu được. Và người Thái họ phải mặc đồ đen, ai khóc mà mời ra liền nha, mời ra khỏi khu vực của vợ của nhà họ tán liền luôn không được. Cuối cùng cái nhà đưa về nhà pháp y á, họ tới họ mới xét nghiệm ra là gì, là ông bị đột quỵ vào buổi sáng. Là như vậy. Như vậy thì một là chuyển xác về 500 triệu, xin lỗi cái nhà 350 triệu, và chi tổng chi phí đưa về á. Còn hai nữa là gì ạ, là làm tại Thái, làm lễ tại Thái, cuối cùng gọi về Việt Nam họ vợ con với lại là ở bên này á đồng ý, ông bà ở bên Việt Nam đồng ý cả nhà, thì con cũng dẫn đi làm cái lễ, làm lễ cuối cùng cả nhà chi từ Thái qua trọn vẹn về thiếu còn gì, và còn có cái hũ à mang về. Nó khổ đau là khổ đau như vậy chứ không có gì hết. Nên con nói sao cả nhà, nên mình biết rằng cuộc đời của mình á, mỗi ngày trôi qua là một ngày hạnh phúc nhất cuộc đời. Buổi sáng con dậy, con ngủ dậy, con mở mắt ra cả nhà, là con cầm bức tượng con để lên lòng bàn tay, con nguyện cầu vì ngủ được một đêm mở mắt ra hạnh phúc không cả nhà, hạnh phúc cực tuyệt. Cuối ngày sau ạ, như tối qua về tới khách sạn cả nhà, chắp tay lại sau, cúi người xuống, dạ cầu nguyện. Tại vì sao ạ? Tại vì một ngày dài như vậy sao ạ? Mình trọn vẹn mình về lại được với khách sạn, hạnh phúc cực kỳ. Đó là người Thái, họ không cho rằng sinh nhật là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của họ, cũng không cho rằng gì ạ, đám cưới là ngày đẹp nhất cuộc đời họ, cũng không cho là thôi nôi đầy tháng cái nhà, mà ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của họ là mỗi ngày trôi qua trong cuộc sống này là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của họ, và họ sống về cái ngày đó như những ngày cuối cùng trong cuộc đời của họ, và như vậy họ không tiếc có cái ngày đó. Anh nhở, cái dòng tộc Lâm San này 100 tỷ đô này, đô Mỹ không thấy một người nha, cả một dòng tộc của họ đó cộng lại dòng tộc người Hoa này là 100 tỷ đô Mỹ. Thì bà là đời thứ 5 của dòng tộc này, và là người bắt đầu sau kế nhiệm về cái ngân hàng Kasikorn và cái bảo hiểm lớn nhất đất nước Thái Lan hiện tại. Cái nhà, như vậy sao? Như vậy thì tại sao một người phụ nữ như vậy sao? Bà là phước cắt nhiều. Nó lại rơi vào một cái câu chuyện cái nhà, đó chính là rơi vào năm 22 tuổi của cô gái này. Cái năm 22 tuổi của cô gái này cả nhà, bình thường như vậy sao? Cô gái này sao? Cuộc sống đẹp lắm. Tiểu thư bà, mà năm 22 bà đẹp lắm cả nhà nha. Trẻ là tiểu thư đẹp, người Hoa nữa, người Thái là Hoa mà đẹp. 22 tuổi tự nhiên bà ngủ dậy buổi sáng cả nhà, hai con mắt bà bắt đầu sao, nó yếu dần đi cả nhà, hai mắt á thị lực yếu dần đi cả nhà. Bắt đầu sao, cả tháng trời đi hết bệnh viện này tới bệnh viện kia sao, bắt đầu không thấy đường được nữa, phải có một người sao dẫn dắt đi cả nhà, tại vì hai con mắt mù rồi không thấy đường được nữa. À như vậy sao, như vậy bắt đầu sao đi hết tất cả bệnh viện, ta hướng ra tí phú mà nước ngoài, đi Mỹ, đi Úc, đi Canada, đi Tề Lê Hục Mây hết cả nhà. Cuối cùng sao không hết được, mà người ta không tìm ra bệnh tại sao con mắt gì nó mờ đi được. Mà mình biết không, tiểu thư mà 22 tuổi như vậy sao khổ đau không cả nhà. Nhà cái họ hai cửa, mình có một cửa, nhưng mà vẫn cứ chơi cả nhà. À là như vậy, nên sao Việt Nam quá chơi nhiều lắm. Vì vậy, như vậy thì Muay Thai cả nhà, là người Thái họ coi còn bóng đá, chiếu bóng đá nào cũng lắm. Trong khó khăn ta càng vững tin và biết đi thương yêu.
tìm ra chân lý trong cuộc sống. Đôi khi trong tim ta có một niềm tin không bao giờ nguôi, bao gian lao không làm cản bước chân ta tiến lên, và lòng đầy thương yêu cho cuộc sống. Nào hãy hát lên lời ca Beat Ly, từ trái tim ta còn bao ước mơ, cùng với Beat Ly sẽ tiến vươn xa, sẽ đưa ta đến bên bờ hạnh phúc. Cùng nắm tay nhau vượt qua bao khó khăn, thắp sáng Beat Ly rộng khắp năm châu, đường đến vinh quang đẹp như giấc mơ. Và hãy tin yêu, dành cho anh một tình yêu chiến thắng. Cùng nắm tay nhau vượt qua bao khó khăn, thắp sáng Beat Ly rộng khắp năm châu, đường đến vinh quang đẹp như giấc mơ. Và hãy tin yêu, dành cho anh một tình yêu khát khao. La 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 la. Tự hào và vươn cao chiến thắng. Thank you.
Oh!
Karem, Karem. Ai Karem. Lo. Đây bây giờ té nước đi. Từ từ nhá, từ từ bây giờ đừng có. Biết rồi. Thank you.
thì anh mới mất cao sao ông gì ông mất tay cái gì ông mất tay no và rõ ràng có cái mất cao đó mà sao mà không bán cho ông mà ông mất nước nữa nhỉ. Thì Thái Lan theo là họ như vậy thì cuối cùng cái con ngựa cả nhà, cái con ngựa mà được gì được thuần hóa đó thì tặng ngược lại cho ai ạ? Trong Burama năm luôn tặng luôn cả nhà. À để làm gì cả nhà biết không ạ? Khi mà hai người quốc gia đứng gặp nhau sau họ có món quà đúng không cả nhà, tặng cho nhau. Trồng nhiều tre để xây cầu tóm, ai về là về Ninh Bình. Ước mơ lớn của người Ninh Bình, con dê núi to bằng con trâu. Có ai ở Hải Dương không ạ? Ai hay quá nè. Ai về là về Hải Dương. Ước mơ lớn của người Hải Dương, bánh đậu xanh to bằng xe buýt. Có ai ở Hưng Yên không ạ? À? Ai ở Hưng Yên ạ? À? Ai à? Ai về là về Hưng Yên. Ước mơ lớn của người Hưng Yên, quả nhãn lồng to bằng quả gì ạ? Quả mít. Rồi cảm ơn cả nhà nhá. Rồi chúng ta vừa nghe một chút xíu cái điệu hò cho đàn nhà mình vui vui một xíu đúng không ạ? Vì người ta nói rằng là một nụ cười bằng 10 tang thuốc bổ, và báo tin chắc rằng là chúng ta vừa rồi chúng ta đã có được một ít tang thuốc bổ đúng không ạ? Nha. Bây giờ thì bảo sẽ gửi tặng đoàn nhà mình một ca khúc của Bảo với lại Kevin. Sao ăn đạm bạc thế nhỉ? Thực ra là ở bên này đó, họ là đất nước tư bản. Bác Tài cũng không được vào trong nhà hàng ăn. Bác Tài cũng không được vào trong khách sạn để ngủ. Bác Tài sẽ ngủ ở trên xe cả nhà nhé. Chỉ có Bảo này. Bảo thì sẽ đoàn mình là đoàn lớn và cái chế độ của Bitney nó sẽ rất là cao. Chính vì thế nên là Bảo được cung cấp phòng riêng. Cái phòng giống như các anh chị mình nói riêng thì nó hơi quá, nhưng mà được cung cấp có phòng. Còn các đợt khác á, các công ty khác, các chuyến khác thì Bảo sẽ phải ngủ ghép cùng với khách, hoặc là ngủ ghép cùng với lại những anh em ứng nhân viên của đoàn khác nhau để ghép vào.
chính vì đây ở đây này là đất nước tư bản và làm cái nghề này là làm nghề con, không phải là nghề con ông cháu cha. Đây, nghề hướng dẫn viên này là nghề làm bằng đam mê. Chính vì thế nó có một câu nói, đó chính là chim khôn thì chim đậu cành sung, mà lấy dai hướng dẫn thì lấy tầm khủng sướng hơn. Tại vì sao? Mà tại vì một tháng bọn con đi từ 25 đến 30 ngày. Chính vì thế nên sẽ gửi tặng cho nhà mình một cái bài hát của nghề hướng dẫn viên ạ. Dạ. Cho mình xin một chào tay thật lớn không mọi người ạ. Đôi chân muôn nơi tôi đi khắp đất mẹ, từ quê xa tôi thật thú đẹp. Tôi yêu quê hương, yêu thiết tha núi rừng, yêu dòng sông, yêu đường. Bạn này đến bên tôi cùng đi khắp đất mẹ, quê hương tôi đẹp lắm. Bạn này đến bên tôi cùng đi khắp mọi miền Bắc Trung Nam. Không phân chia đâu giọng nói hay tiếng cười, và không phân chia da trắng hay da vàng, dáng vai chung nhau yêu thiết tha cộng đồng, yêu Việt Nam, yêu mảnh đất tình người. Từ Hà Giang trên cao tới Tân Cung Cà Mau, bao nhiêu điều khám phá ngày gần trí gian lao, vì tôi người hướng dẫn viên. Đời hướng dẫn vui sao, đời hướng dẫn đẹp sao, cũng bao nước mắt vui buồn. Bằng hành trang trên vai, Việt Nam đến muôn người tự hào, con dâu cháu tiên. Đời hướng dẫn lang thang, đời hướng dẫn nghệ sĩ, cũng bao nước mắt vui buồn. Làm cho đời vui thêm, xóa tan những ưu phiền, niềm vui thay lời muôn nói, người hướng dẫn đôi chân muôn nơi tôi đi khắp đất mẹ, từ làng quê xa tôi thật thù đẹp. Tôi yêu quê hương, yêu thiết tha núi rừng, yêu dòng sông, yêu biển rừng già. Bạn này đến bên tôi cùng đi khắp mọi miền, bao nhiêu điều khám phá. Bạn này đến bên tôi cùng đi khắp mọi miền Bắc Trung Nam. Không phân chia đâu giọng nói hay tiếng cười, và không phân chia da trắng hay da vàng, chung vai đôi nhau yêu thiết tha cộng đồng, yêu Việt Nam, yêu mảnh đất tình. Từ Hà Giang trên cao tới Tân Cung Cà Mau, bao nhiêu điều khám phá ngày ngần trí gian lao, vì tôi người hướng dẫn biên. Đời hướng dẫn vui sao, đời hướng dẫn đẹp sao, cũng bao nước mắt vui buồn. Bằng hành trang trên vai, Việt Nam đến muôn người tự hào, con đường cháu tiến. Đời hướng dẫn lang thang, đời hướng dẫn nghệ sĩ, với bao đam mê con đường. Làm cho đời vui thêm, xóa tan những ưu phiền, niềm vui tai lời muôn nỗi, người hướng dẫn biên. Cái bài này cũng là khá là bảo khá là thích hát, tại vì là nó nói đúng với cái nghề nghiệp, đúng một cái đam mê. Thế là trước kia thì sau dịch á, nhà mình biết là em sau trong 2 năm dịch nhà mình biết em làm gì không ạ? Dạ. Dạ, 2 năm dịch là em làm, mình làm bẩy nhỉ. Làm tinh nhỉ. Không làm gì cả, tay mút hết cả tay để giải hết tay lòng ngoằng hết cả tay kìa. Dạ, tại vì là dịch rồi. Sau khi mà dịch đi, mình thứ nhất là mình sống chậm lại một xíu này, mình yêu cuộc đời mình hơn này, và mình yêu những người ở bên cạnh mình. Tại vì sao? Tại vì là khi mà chúng ta dịch ấy, thì chúng ta mới cảm nhận sống chậm lên một tí, đúng không ạ? Có làm gì đâu cả nhà, đúng không ạ? Chỉ có ở nhà nấu nướng ăn uống các thứ thôi, và chăm sóc cho những người thân bên cạnh mình.
Bảo đây thì Bảo tiêm hai lần rồi. Có nhà của Bảo ở ngoài Hà Nội thì cả nhà bị Covid, còn mỗi Bảo không việc gì. Sau khi chăm xong rồi, cả nhà khỏe ăn, Bảo lại bị. Chính vì thế khi sau khi Covid xong thì mới yêu thương cái cuộc sống này hơn, sống chậm hơn, bảo vệ sức khỏe của mình hơn. Và ngoài ra thì sau 2 năm Covid đó thì mới yêu cái nghề mình hơn ạ. Nếu cả nhà không cái dịch và dịch diễn ra thì tất cả các ngành nghề đều bị đình trệ hết. Nhưng mà khó để tìm ra một cái nghề nào đó mình sống bằng cái đam mê, mình sống bằng cái chính cái nghề của mình đã lựa chọn, sống đúng với cái bản chất của mình. Đời hướng dẫn lang thang mà. Một tháng này Bảo đi khoảng tầm 30 ngày. Ví dụ tháng 8 là Bảo 6 tour, 6 năm 30 ngày. Dạ vâng. Tháng 9 này thì khoảng tầm 25 ngày. Dạ khoảng tầm 5 tour. Đây, từ hướng dẫn lang thang, từ hướng dẫn nghệ sĩ nhau cả nhà. Chúc cho này mình buổi tối năm nay ngủ ngon ha. Ok, và ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau cả nhà. Dạ.